Chào cả nhà. Nay cũng trà với trái cây đang động đất cả nhà. Làm cái chòi. Ra trường làm cái chòi đây không biết chừng nào rồi đây. Chừng nào rồi đây chỉ mới động đất thôi nè, đào động đất thôi. Mai mốt mới chở vật tư rồi. À, mới làm nhí làm cả nhà, nhí thì nó làm thờ hồ lãnh bên hồ bên nhà rồi. Khải thì chắc này nó giá lú rồi, chắc này anh em dắt vật tư lên nữa nha. Khiên sắt lên rồi. Ở đâu vậy anh? Chắc tại bên hông bên đó nữa. Tại chỗ nào đừng dính líu rồi để đó hồi để xi măng. Có toàn nữa hả? Có. Cái đi, cái đó để riêng không, để hồi mình chắc xi măng đụng không anh? 20 bao không à? Được không? Anh kia vật tư đổ móng nữa. Thiên gạch phải không anh? Hôm nay đóng nhà mới quá trời anh Thận. Nghe ngon lành luôn mà. Cái nào mình cần xài thì mình đổ ngoài đi. Ở trong chưa làm tới nó, gạch thì làm rồi mới tới xây nhà tắm. Hồi nãy nghe nói có cua đá phải không? Cua đá không hả? Vậy ấy đi bắt đi, đi bắt luộc làm xương xương với mấy anh này chơi. Này giáp nặng lắm cả nhà. Ghê vô. Có dùng đại vô đi anh. Ừ, bỏ đại vô đi. Cái nào xài được xài. Đừng bỏ dưới, bỏ dưới đạp chết giò. Ủa sao? Giò nó mới rát là xúc đi cái bố. Ê, thấy vậy mà cũng còn nhiều dữ ha. Nút quán luôn à. Đủ cuối này ra không làm gì cả mày. Đứng cản đường hả? Rác cái này nặng quá. Chưa giờ cái này mấy chưa rồi nữa. Cái này gần chiều rồi. Rồi còn tối rồi. Mần giáp đá rồi này kia không rồi nha. Nghe anh Tư anh được mớ cua đá rồi, đi lên bắt cua đá về đẩy cho mấy ông giáp đá khác cái nhà. Ây da, chút nữa té xong rồi luôn rồi. Cua đá đâu? Nè. Vô. Lên nó ngủ.
con mình quanh không? Đấy, có ít rồi, dùng ít, có nhiều dùng nhiều với tôm tích hả? Tích luôn không? Tích luôn đi. Trời, tôm tích gạch không vậy? À, bắt không? Bắt luôn. Bắt luôn, được luôn. Không? Trời ơi, trời, tôm tích gạch không phải được không? Rồi, bắt cua đá rồi rồi, dắt này mình về làm món. Cua đá với tôm tích như là mình luộc. Luộc ớt chanh đi. Làm lai rai với mấy ảnh chơi. Rồi, mời cả nhà. Dùng cua đá. Tôm tích cả nhà. Nhầm người kêu cúm á. Thuốc giờ này đó. Đi săn bắt cái này phụ làm được không à, không có đi săn bắt. Cua này nè. Chú. Được rồi chú ơi, con nào. Con này cũng cua chứ con nào cũng tôm đâu. Con này con tôm đâu. Anh Tư anh đâu nấu được nhiều cua đá với tôm tích á. Uống vô bịt ngọ heo suốt. Con này kẹo đỡ ha. Rồi. Mình nói anh bóc giáp thì mấy anh không nhậu rồi. Bình nữa đi cậu nha. Cua đá mùa này trở lên nó cua cái nó có gạch đều. Chắc là gạch đều. Tháng cỡ tháng 2 nó gạch đều ngon. Con kẹo bó mềm thấy nó rõ luôn. Đồ chứa học. Thôi mình cái vụ ra. Cái mình bự mà nó dụ gì ta nghĩ là chèo lớn cho cái mình bự càng thì nhỏ ăn nguyên con chứ không đó là anh Thịnh chủ ghe chở vật tư vậy cái là làm cái nhà mày lãnh gì tới tháng vậy nhỉ thì cái phủ bị vậy đó trời trời phủ bị bằng tháng phủ bị thôi tính cả 20 ngày 25 ngày thôi đặng 27 ngày người ta vô người ta cái trương rồi ta về 27 rồi ở chú làm 28 ngày sao mình thủ bị đi thủ bị tháng thì lọt lòng 29 ngày mà chắc chú bối chắc cũng khoảng 40 ngày là rồi con ơi chứ không tới tháng đâu hai anh em mình đi xin đi 40 ngày rồi không tới tháng rồi mời cả nhà Thuận chở vật tư qua Tết tới giờ 4 cái tour đó hả? Có lãnh công trình nào làm chú không? Cạn cua đá này kỳ. Là khai trương mỗi mùng mấy? Mùng 9. Con ở đâu mà thấy cạn không? Đây nè, đang cạn. Cua được cho con 6 cạn cua này đi. Ăn đi. Càng được, càng cua nhỏ nhỏ. Lâu lâu. Ăn cua cạn cua bự kỳ quá. Lâu lâu. Cua gạch đều ăn này cũng không gạch luôn. Thôi mấy ngon ngon miệng hết rồi trời ơi chỉ có con cua bự vậy trời tôi nhớ hai con luôn mà ai biết anh đâu cua của anh mà anh đâu có biết gạch đều nè bự nhỏ ăn cua này lấy ăn cua gạch đều ngon quá cua chú này gắt dữ ta ngọt dữ rồi trung tâm tích gạch nè để chú để nè để đi hồi nay mấy anh chú đưa đồ ngon con hết rồi hồi anh em ăn đồ dở nhau bạn cười gì đấy cho đứa gạch thiệt mới uống dừa nhậu vô anh làm đuối hết rồi rồi, rồi chút nữa trời ơi trời con cá gì nó kêu giống cái kèn quá cá lủi hả cá gì kêu giống cái kèn quá có đù quá con sống lên nó kêu á tao vợ đi ở dùng cho nó xuống nó đâu có biết đâu mà biết trời trời cá gì nó kêu giống cái kèn quá cá đù nó kêu mà nó giống cá kèn giống cái kèn kêu á giống cái kèn nó thổi á
chút cũng làm bài hay quá. Cười quá trời cười. Trời trời cái gì anh cái gì luôn. Ừ, cá gì mà nó kêu giống cái càng á, cái càng. Nó cũng chịu đi săn bắt lắm á. Chịu lắm á. Còn nó quằn dữ lắm. Thả nó xuống sông nó quằn hơn vịt á. Dữ vậy. Nó quằn hơn vịt cho là nó ngỏng rồi. Bữa nào im im tôi chỉ bị chuyện ký nhái xuống. Tối ngày là thấy nó ngoài đồng, nó nhà nó không có đi làm mà tối ngày ngoài đồng suốt luôn. Bữa nướng ngon không? Nó bắt ốc, bắt cua ngày kia nó suốt. Làm lại đi anh Thuận. Làm gì vừa làm thịt thôi, bán xương nó chưa gặp thung nữa mà cua này tháng sau rồi. Cua này tháng sau là đẹp đắt. Cua này nó lên chảo lên son rồi cua lột rồi mà nó thấy sao lên đẹp. Con kia kìa giận hồi sợ hồi khuya nãy xuống có đây không? Ai? Anh nàng á hồi khuya nãy có ở đây không? Có đâu. Vậy là ảnh vô nhà anh rồi, ghé nhà em hay nhà. Ừ. Mẹ la, gì ảnh rồi. Cứ nhậu ngày, nhậu đêm, không chưa về. Rồi. Nè, gửi của gì nè, chậm chi chi á. Có điện hỏi cái gì, tới ảnh chưa? Về rồi. Rồi, điện rồi. Về tới ảnh rồi. Thì cũng chúc mừng đi. Lấy sau cái đúng. Đây chứ, ảnh về mình tặng rồi. Đây, đây. Lấy sau nè. Cần đó hả? Ờ, nè, lẹ rồi, lên. Đây về cảnh cái cần. Gì ăn không giật gì hết trơn vậy anh Thuận? Tại anh Thuận. Trời luôn một thao quá. Trời còn gì nữa. Giật vàng thịt. Cua ăn cũng đỡ lắm. Cua đó chắc. Đậm cua đá gạch nó béo lắm nè. Chút lắm chút này gạch này chút. Gạch lúc. Gạch nó bỏ. Bỏ trời. Đây. Nhân cũng ngọt lắm rồi. Thì đó. Thì không có mồi, chụp chút này cũng quan trọng. Trời ơi, vậy là không mồi, mồi này mà bén. Ăn mồi này họ chế mồi gì. Mấy ổng giác cũng lẹ vậy ha. Tập đậu. Đi gần. Gần xa gì ăn khối nó cũng như nhau hay là nó có lên không, xuống không? 15 mét rồi. À. Dù quá 15 mét là mình bồi dưỡng thêm hay sao? Thêm bồi dưỡng thêm. Trong nhà cho thêm sống nó không tính vậy. Nhưng khi cái nhà ông này qua tới cái chỗ nó nói mắc dắt, dắt cái bài thôi. Vậy là khỏi 15 mét là bồi dưỡng thêm. Bồi dưỡng thêm. Cái vậy. Như khi 30 thước thôi mắc cả thêm một đầu. 15 mét thì giá khác. Bồi dưỡng. Đúng rồi. 30 mét là phải trả thêm một khối. Lỡ rồi nó lúc 1 mét 2 mét rồi bồi dưỡng không? Không mét 2 mét thì thí dụ như mình chủ nhà mình biết mình thân thảo mình bồi dưỡng cửa nhậu hay cửa nhậu bình thường. 100 trăm đi đó. 100 trăm. Phút quá thì quá thích cái điểm nổi, nhiều khi nó đi quen rồi, dài nó quen rồi là 15 mét. Mà xa quá thì đuối. Đúng đúng rồi. Hồi có nhà em nè, Út trở đâu bóc đâu tới 9 giờ đêm vậy. Ngay cái đêm đó gặp anh Toàn trả lưới vô là có phai quá chừng. Thuận chở mấy dừa. Phai bồi dưỡng cho anh em. 5 cái dừa. Tâm Hòa Hiền với tụng dừa nào dừa. Quốc dừa đó hả? Trên bờ quốc đông dừa, đông dừa, trên bờ rồi nó mấy dừa nhỏ nó ra, nhiều khi nó có đồ nó cũng điện. Bởi vì chạy suốt, có mối trời suốt. Chạy suốt không? Ngày mà anh được chừng mối gì không, sống khỏe anh Thận? Điều nên đó. Thì nếu mà được mỗi ngày mối sống khỏe. Bây giờ tối rồi, xin chào cả nhà. Cả nhà vào tiếp sau. Chào cả nhà.